Chào toàn thể anh em đam mê PCP nhé. Hôm nay mình lại lên video này sửa chữa van. Đấy, sửa chữa van anh em nhé. Bên mình nhận sửa chữa van Cricket Supreme, sửa chữa hết anh em nhé. Bạn này gửi từ An Minh, Kiên Giang. Đây, nội dung van xả. Ôi dồi ôi, bạn ghi hẳn vào nội dung van xả này quá ác luôn. Mình gửi đi không dám ghi như này đâu. Đấy, bạn ấy gửi từ ngày mùng 2 tháng 8 thì bây giờ là mùng 10 tháng 8 rồi thì mình mới nhận được hàng nhé. Thì bây giờ mình sẽ bóc ra kiểm tra xem van của bạn bị làm sao. Đấy, anh em nào mà cần sửa chữa van bị tràn nát, bị cần nộm van nào thì liên hệ với mình nhé. Số điện thoại của shop A Thanh nhé. Đấy, số điện thoại shop A Thanh này. Bây giờ bóc ra thử xem van của bạn ấy bị làm sao nhé. Đấy, bạn phải bưu điện bạn ấy dễ dàng này. Bưu điện này là ghi hẳn van xả luôn thì quá ác rồi. Không biết có thông tin gì về đây. Thì nhân viên bên mình nhận đơn thì cứ gửi cho mình sửa thôi. Mình chỉ có nhiệm vụ làm video tư vấn cho những ai không biết gì thôi. Rồi, để mình bơm thử lên xem van này của bạn ấy bị làm sao nhé, anh em nhé. Để mình xem van. Xì ở cái phần tinh xả này nhé. Thì bây giờ mình sẽ đầu tiên mình xử lý ở phần tinh xả này, xử lý ở phần tinh xả này nhé. Và bạn ấy bảo là bạn ấy bị tràn áp nữa, thì đầu tiên là nó bị xì ở tinh xả thì mình xử lý ở cái tinh xả trước rồi mình bơm vào mình xem nó bị tràn áp hay không nữa nhé. Bạn ấy yêu cầu mình đụng lại hết van này. Đấy. Xì ở cái xả này. Rồi. Đây. Tinh xả bạn đi đóng vào đây. Đây là cái pom pách nhá. Cái pom pách bạn đi méo ba cái mớ này. Xước này thì nó bị xì là phải thôi nhá. Thì thay cái pom pách này bạn đi nhá. Pom pách này mình bán là một pom pách là bán là 100.000 đấy. Thay pom pách cho bạn này mình lấy bạn 100.000 nhá. Tinh xả này của bạn ấy này xuất xa hết này, nhưng xuất xa này cũng chẳng làm sao. Rồi xôi bên trong không sao, mình đóng cái tinh xả cho bạn ấy trước nhá. Không biết bạn yêu cầu pop pack thì mình không có lấy pop pack đóng ấy. Pop pack hết rồi, hết rồi, pop pack hết rồi. Thì mình đóng cái form thường cho bạn ý vậy nhé. Form pack hết mình đóng cái form thường cho bạn ý. Không sao. Để mình nói nhé. Hộp form pack thì 100.000. Cái form thường này nó chỉ có khoảng 3-4 chục thôi. Nhưng để mà hỏng một form thường này nó rất chi là khó nhé. Anh em không nhất thiết phải dùng form pack đâu. Anh em dùng form thường cũng được nhé.
đóng vừa xanh thôi chứ. Đấy, để hở khoảng đây là vừa nhá, em đóng mạnh tay quá là vỡ form anh em nhé. Đóng cảm nhận vừa xanh là được nhá. Đấy, bây giờ mình lại lắp vào bơm thử xem nó bị sao không. Cái van này của bạn ấy hình như là cái van loại 2 thì phải. Cứ kệ đi. Mình lại bơm vào xem nó bị chà nát hay không nhé. Đầu tiên là mình xử lý cho bạn ấy là cái xì ở cái lỗ này nhé. Chà đáp anh em nhé. Trên 200 cân này. Đây áp xả này. Trên 200 cân này. Áp mình này trên 200 cân này. Này chà đáp nhé. Thì bạn yêu cầu mình thay lò xo đĩa này. Thay lò xo đĩa này. Đấy, và đóng hạt vách. Và này bạn chà đáp rồi nhé. Đây là mình sửa là cái lỗi xì hơi rồi nhé. Chỉ cần thay form là hết xì hơi thôi anh em ạ. Bây giờ mình xử lý cái chán áp anh em nhé. Xử lý bị chán áp thì rất đơn giản thôi. Thì bạn ấy yêu cầu mình đội luôn van cho bạn ấy. Chán áp nó có hai nguyên nhân anh em nhé. Một là tim ở con ốc, tim ở trong cái con ốc, tim ở con ốc cái chỉnh áp. Hai là cái pom điện tách nhé. Nó chỉ mắc ở một trong hai lỗi đấy thôi. Nó chả mắc ở lỗi nào hết. Thì bây giờ mình sửa chà nát cho bạn nhé. Cái này mình đóng là xong rồi này. Bây giờ mình sửa chà nát. Tắt rồi. Anh em nào mà cần sửa van, cần độ chế van thì bên mình nhận nhé. Đấy. Bên mình có 3 kênh. Kênh A Thanh Shop này, kênh phụ kiện 390 và kênh phụ kiện giá rẻ 333 nhé. Ồ, bạn ấy có đóng form điện tách rồi mà vẫn chà nát được. Thôi để cho mình xử lý nhé. Thì bạn ấy đóng form điện tách rồi mình xử lý lại mềm mà thôi, mình không phải đóng form điện tách nữa. Mình thay lại lò xo đĩa cho bạn ấy nhé. Đây lò xo đĩa này bạn yêu cầu mình thay lò xo đĩa rồi. Bạn ấy đóng pom điện tách rồi. Bạn ấy nói chung có sim này mình vẫn ok lắm, không phải thay sim. Bạn ấy quên chưa vặn cái này nhé. Anh em thấy cái tình trạng này nó, anh em phải bôi mỡ bôi dầu vào. Bôi dầu vào để cho nó đỡ bị oxy hóa nhé. Oxy hóa này sau đôi lúc anh em bỏ ra hơi khó nhé. Anh em có lọ mỡ hoặc lọ dầu này nhé. Em tra hết vào mấy cái những cái gen này, em chỉ tra mỡ tra dầu vào cũng đều vệ sinh sạch sẽ rồi em tra vào nhé. Em tra vào thì nó mượt hơn và đỡ bị oxy hóa hơn anh em nhé. Bên mình thì bán rất nhiều loại van, van cricket hộp mở 850, van cricket 1/2 thì 650, van superwell thì 750 anh em nhé. Bây giờ là mình làm phẳng lại cái này nhé, bạn ấy làm nó hơi khô một chút. Giấy nhám luôn. Đầu tiên này anh em này. Anh em lấy giấy nhám giấy đấy nhá, anh em bài trước nhá.
bài để cho nó lùn đi. Anh em giữ thẳng này, anh em bài. Rồi ok. Đây là bài tiếp là giấy nháp mịn này nhá. Cái giấy nháp mịn này anh em ra hiệu sàn sắt ấy và mua giấy ráp nước nhá. Cái thông số càng càng lớn, ví dụ 5.000, 6.000 ấy thì nó càng mịn anh em nhá. Anh em bài vuông góc nhá, để chụp nó thẳng vuông góc xong mặt đất nhá. Em bài mịn vào nhá. Rồi ok, khá mịn, khá phẳng rồi nha anh em nhé. Bây giờ mình sẽ mài qua một tấm vải nữa để lấy cái độ bóng anh em nhé. Anh em lấy tấm vải bất kỳ thôi. Đấy, lấy tấm vải bất kỳ, vải bò hay vải kaki hay vải gì nữa. Anh em đánh đánh mịn nhá, cái này phần là phần đánh mịn này. Em xà nhanh vào nhá, nó mịn mà. Chưa bị lắm, môi một ít dầu vào, em môi một ít mỡ vào đánh nhá, cho một ít mỡ vào đây đánh nó mịn nhá. Chẳng lẽ mình sẽ xếp cho bạn ấy khoảng 110 kg áp xả nhé. Mình sẽ để cho bạn ấy khoảng 110 kg áp xả. Ok, khá bóng rồi, khá phẳng rồi. Bây giờ mình xếp lò xo đĩa nhé. Đây, lò xo đĩa mình sẽ có hai loại. Một loại là lỗ 8,2, một loại là lỗ 9,2. Và cần két thì bình thường sử dụng là lỗ 8,2 anh em nhé. Mình để áp 100W thì mình sẽ xếp cái cơ bản ấy là xếp này, một ngửa này, một úp này, hai ngửa này, hai úp này, hai úp này, đến một ngửa này, một úp này. Tổng cộng đây là xong mui ra của Đức nhé, tổng cộng sẽ 8 đĩa anh em nhé, tổng cộng sẽ 8 đĩa đấy. Thay cái form nhựa này là 30.000 nhá. Bộ lò xo đĩa này 180, tổng cộng là 200W nhá. Đấy là mình bán giá. Đấy, 200W tiền ship đi nữa. Đấy, mình sẽ lấy là 240 nhá. Đấy. Còn cái công sửa mình không lấy tiền công đâu anh em nhá. Cái công sửa mình không lấy, mình chỉ lấy cái đồ mình bán ra. Sửa cho mỡ miễn phí luôn. Lấy tiền bộ lò xo đĩa này, lấy tiền cái pom nhựa này, lấy tiền ship nữa nhé, không lấy tiền công anh em nhé. Đấy, anh em mà gửi hàng về cho bên shop thì rất chi là may ở cái điểm mà mình không lấy tiền công đâu. Đấy, anh em gửi về mình sửa chữa này cũng rất chi là vui anh em nhé. Rồi cái trụ này này anh em vận nhé, vận chỉ nó bằng mặt hoặc nhô hơn lên một chút thôi nhé. Anh em đừng vận cố sâu xuống nhé, anh em đừng vận cố để nó sâu xuống nhé, chỉ bằng mặt hoặc nhô lên một chút thôi anh em nhé. Rồi đấy, em xem sửa chữa van nó rất chi là đơn giản, nó không có gì khó. Vừa nãy là nó tràn áp thì mình nghĩ là do bạn ấy không vận chỉnh cái ốc chỉnh áp thôi, không phải lỗi gì. Đấy. Thì cái tràn áp một ở cái pom nhựa vừa nãy mình đánh lại, hai là ở con sim ở ốc chỉnh áp thôi. Còn hai con sim ở trục lò xo đĩa ấy, thì hai con sim đánh lớn mà bị rách thì nó sẽ khi dùng xuống nó sẽ xì hư ở chỗ này này. Đấy, bây giờ mình sẽ bơm vào nhé.
Đấy, áp xả hiện tại đang là 120 này. Đấy. Áp mình bơm lên 150, bây mình chỉnh về 101 nhé. Đấy, con này nó không bị chán áp đâu. Do bạn ý là một là làm cái bề mặt của trụ nó sau nghĩa là hơi gồ ghề, mình đã đánh lại, mình đã bài phẳng mình đánh lại rồi. Còn con sim ở ốc chỉnh áp thì mình thấy là nó cũng rất chi là mới anh em nhé. Đấy, bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em cách chỉnh áp luôn nhé. Đấy, đây, anh em sẽ mình bôi một ít mỡ vào thì nó chung là bớt cái mấy cái oxy này nhé. Đây, bạn khách tên là gì nhỉ? Bạn Linh Linh thì ở Kiên Giang này. Bạn về những cái đoạn này bạn tra dò vào giúp mình nhé, để cho nó để đầu tiên là nó mới này, thứ hai nữa đỡ bị oxy hóa nhé. Oxy hóa thì sau nó nhanh nó dính vào mình luôn ý. Cái này đang là 120 thì mình vặn một vặn theo kim đồng hồ lên một xíu rồi. Rồi ok, vặn một xíu rồi để nó về 101 nhé. Vặn xong em khóa con ốc dưới này vào nhé. Rồi con ốc dưới ốc khóa để cho nếu bị nhảy áp nhé. Ok. Đấy, mình chỉnh hiện tại là 115 rồi. Đấy, mình vặn một xíu nó hạ xuống 50 cân. Đấy, bên này hơn 200 cân. Bây giờ mình chỉnh tiếp nhé, chỉnh một xíu xíu này. Đấy. Anh em nào mua van này, mua phụ kiện sửa chữa van hoặc là cần sửa chữa, bên mình nhận sửa chữa, không không tính tiền công luôn. Nhưng bên mình nhận là như nào? Anh em mua đồ bên mình sửa chữa, mình độ cho thì mình không lấy tiền công, mà gửi về cho mình chỉ để sửa chữa không ý, thì mình sẽ lấy tiền công nhé. Còn mua đồ bên mình không lấy tiền công đấy, tại hàng gửi đi gửi về nó cũng chung là rất chi là gọi là hơi phức tạp một chút nhé. Có anh em gửi dễ, có anh em gửi khó. Mua đồ bên mình rất chi là vui lòng không lấy tiền công, còn đâu để đọc sửa chữa không thì mình sẽ lấy tiền công. Rồi ok. Van này ấy, để mà đụng như này để sử dụng ấy, có khoảng 2 năm sau thì em quay lại để nhờ mình sửa chữa thôi. Mà 2 năm nữa thì mình tư vấn online cũng được. Ok, coi như về 101 rồi nhá. Đấy, về 101 rồi. Áp xả là 200. À, áp áp xả là 101 này. Áp bình là 200 này. Đấy, thế là khắc phục được các bạn nhá. Lỗi xì hơi ở tia xả này và tràn áp rồi nhá. Đấy, thì bây giờ mình đóng gói gửi lại cho bạn nhá. Đấy, mình lấy bạn là 30.000 cái pom nhựa này, 30.000 pom nhựa này. 108 là số đĩa này, tổng cộng là 201 này, với cả 30.000 tiền cước nữa. 30.000 tiền cước, tổng cộng là 240 nhé. Đấy, mình đọc giá rất chi là rõ ràng. Đấy, anh em nào mà cần sửa chữa độ van thì cứ liên hệ với shop nhé.
Vâng, thì video của Sông xin kết thúc tại đây. Sông xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe đến toàn thể anh em đam mê PCP trên mọi miền tổ quốc nha.